trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ được phát sóng vào lúc 19:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Ô la la, xem ai kìa, chính thần tượng của chúng ta ngày hôm nay, rất cá tính, phong cách và tỏa sáng, đặc biệt là có người ăn Giáng sinh tới giờ này. Cái này cái vest ăn Giáng sinh vẫn còn đúng không? Không, cái này là em tính màu đỏ, là em mặc màu đỏ để cho mọi người sẽ lì xì với em thiệt là nhiều. À, trời ơi, tưởng mặc màu đỏ lì xì mọi người chứ. Đúng. Lì xì cái gì? Chúc mừng năm mới. Chúc đi. Màu đỏ chúc mừng. Mình chúc nhưng mà phải là chúc riêng hả hay chúc chung? Dạ chúc chung cũng được, chúc riêng cũng được. Mà lì xì gì vậy ta? Giờ em không có đem gì ngoài cái chân tình của em tới đây hết. Em giữ dùng dần trong năm mới nha. Trái tim nó hơi quẹo sang một bên nên là mọi người không lắm. Rồi bây giờ năng lượng đang rất là dâng cao rồi, chúng ta sẽ vào vị trí để bắt đầu một năm mới đầy nhiệt huyết nha. Xin mời cả nhà. Kính thưa quý vị, nhân dịp năm mới, năm Tân Sửu năm 2021, chúng tôi xin chúc cho những ai yêu thương chương trình, dõi theo chương trình và cũng là những người thân quý nhất của chương trình sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật là giàu có, không chỉ giàu có về tiền bạc, về tinh thần, về vốn sống, về kiến thức mà còn giàu có về các mối quan hệ. Chúc quý vị một năm sẽ tuyệt vời. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe những lời chúc của các chàng trai đặc biệt trong chương trình. Soho, dạ. Tết đến rồi và ngay dịp Valentine, chị thấy em mở màn là hợp lý nhất. Năm mới mình phải đứng gì lịch sử ha. Năm mới thì em cũng không có biết chúc nhiều đâu. Đơn giản thôi là chúc mọi người là năm mới có một năm tràn đầy may mắn, nhiều sức khỏe. Và ai chưa có tình yêu sẽ có cho mình một tình yêu thật là vĩ đại. Tình yêu vĩ đại, đáng yêu, chúc mừng năm mới em Soho. Dạ, cảm ơn chị. Đây, bây giờ mình có hoa đào, phải có hoa mai. Lục Huy, ha ha. Hoa mai thì hơi cháy nhỉ. Ra thì Tết đến xuân về cũng khá là cô đơn lạnh lẽo, nên là một màu vàng để đem đến năng lượng và mặt trời cho tất cả mọi người ạ. Hôm nay em xin tỏa sáng cho tất cả mọi người để... Chói quá. Hơi chói nhưng mà không sao, thì thực ra trong năm mới thì em xin chúc cho mọi người là tiền đầy túi, tim đầy tình, xăng đầy bình, năm mới thả nhiều thính ạ. Hai chị phải ghi lại câu này mới được. Trần Nhậm, dạ vâng. Tại sao hôm nay em bình lặng quá vậy? Em chuẩn bị sẵn từ nhà rất là nhiều văn chương để mà chúc mừng năm mới rồi. Em hy vọng là bây giờ em chúc thì nó có hơi dài một tí, nhưng mà mong anh chị biên tập đừng có cắt bớt cái phần chúc của em, tại vì em muốn truyền đạt hết cái nội dung của mình, mặc dù nó hơi dài một tí rồi. Phần giới thiệu của em là một phút rồi đó. Dạ vâng, em xin phép được gửi lời chúc mà em nghĩ là em soạn cả một đêm qua, nó hơi dài một tí, mọi người thông cảm. Chúc mọi người chúc mừng năm mới ạ. Rồi. Cảm ơn Trần Nhậm. Còn Ozark thì sao, hôm nay là qua lá cành quá nè. Hôm nay thì nhân dịp năm mới, em xin được chúc để chị Hà Trinh cũng như là tất cả các bạn cùng với cả tất cả khán giả đang xem chương trình một năm mới thật là vui vẻ, và đặc biệt là chúng ta vừa trải qua một năm 2020 có hơi nhiều biến động một chút, cho nên là sang năm 2021 này thì em chỉ mong mọi người có một năm mới thật là bình an là được rồi. Dạ, tự nhiên Ozark chúc mà nhớ cái câu nói một năm tuyệt vời đã qua. Tuyệt vời trong hoặc kép, nhưng mà đúng thật tuyệt vời thật, vì mình học được nhiều điều từ bản thân phải không Ozark? Dạ. Em có thể ứng biến một cái câu rap nào đó cho mọi người tưng bừng lên luôn. Năm nay là 2021, hy vọng tất cả các bạn nữ sẽ tìm được những chàng trai tốt. Tuyệt vời. Cảm ơn chàng trai nổi bật Ozark. Và xin mời Vũ Thịnh với lời chúc của em. Mong rằng 2021 này tất cả mọi người sẽ có nhiều niềm vui hơn, nhiều sức khỏe hơn, và ai ai cũng được bình an và hạnh phúc. Như vậy em nghĩ là đủ rồi ạ. Cảm ơn lời chúc ngọt ngào của Vũ Thịnh. Vỗ tay cho Vũ Thịnh nào. Lúc nãy chị có liếc qua, chị thấy có một người đang nhai, và chúng ta đều biết đó là người nữa nào luôn. Ai nữa, ai vậy? Em thấy em chị nó Phạm Đình Thái Ngân. Em luôn gắn liền với hình ảnh là cái vựa lương thực của nhóm này. Tại sao lúc nào cũng đang trong tình trạng thiếu lương thực vậy? Nè bây giờ em gỡ lại hình ảnh đây nè, em nói điều gì cho mình bớt cô đơn trong năm mới đi. Dạ thì thật sự thì nhân danh là một người anh lớn trong gia đình. Sao mọi người cười? Nhưng mà em thắc mắc nhá, anh nhét đồ ăn trong người sao bữa nay trông anh có vẻ cơ bắp đấy. Ra cái người phòng ăn trông cơ bắp đấy nhỉ. Thì thật sự thì năm mới anh cũng muốn là mình sẽ phát triển hơn về mọi mặt, cho nên là anh hôm nay anh mặc một cái bộ đồ nó hơi rộng thùng thình một tí xíu. Không phải là nói về để anh mập đâu, nhưng mà thật ra là để mà gọi là giấu cái đồ này ăn nè. Hả? Để giấu đồ ăn. Mong muốn có nhiều show chắc thịt giống như anh thì đúng thích. Rồi sẽ có nhiều show hơn, nhiều công việc hơn, và nói chung là năm vừa rồi là cái con Covid nó hơi kinh khủng nhờ. Hôm nay nó ngưng. Hy vọng, chắc chắn rằng năm nay chúng ta sẽ vắng bóng Covid và nó sẽ không quay lại với chúng ta nữa, và chúng ta sẽ có một cái năm mới 2021 thật là
tuyệt vời và mọi người sẽ trở lại một cái nhịp sống như mà mọi người mong muốn. Cái đó là Ngân nghĩ là điều quan trọng nhất. Dạ. Dạ, và đôi khi chúng ta mặc một cái áo không vừa nhưng không sao, nó sẽ kích chúng ta cố gắng nhiều hơn, đắp xôi đắp thịt để mình có thể trở thành người khổng lồ trong tương lai. Cảm ơn bạn Thái Ngân. Hai bạn mới của gia đình Tỏ Tình Hoàng Mỹ là Tiến Thịnh và Trương Minh Thảo nãy giờ ngồi suy ngẫm rất lâu. Trinh muốn biết điều gì đang diễn ra trong đầu của Trương Minh Thảo. Tại vì em cũng giống như là mọi người ở đây, là ở nhà cũng đã soạn rất là nhiều văn vở, văn chương, thơ nho các kiểu, nhưng mà đến đây thì em lại nghĩ điều vốn có và đáng quý nhất của tất cả mọi người ở đây, cũng như là các bạn, cũng như là chị, cũng như là tất cả mọi người đang xem đây, là sức khỏe. Thì em mong là tất cả mọi người sẽ có một sức khỏe thật là tốt và từ đó mới gặp được nhiều may mắn và thuận lợi để cho có một cuộc sống hạnh phúc và an lành. Em chỉ mong vậy thôi. Cảm ơn lời chúc sức khỏe từ Trương Minh Thảo. Một năm mới Tết đến rồi, em chỉ muốn chúc tất cả mọi người là được thật nhiều sức khỏe và bình an, ăn một cái mùa Tết thật là hạnh phúc bên gia đình của mình thôi. Dạ, cảm ơn Minh Thi, một năm mới bình an. Còn bây giờ, Tiến Thịnh, em chốt lại một cái bản đồ lời chúc của chúng ta rốt cuộc để hướng tới điều gì cho năm mới, năm Tân Sửu. Thật sự thì tất cả những lời chúc tốt đẹp thì tất cả mọi người ở đây cũng đã nói rồi, thì em chỉ muốn chúc mọi người sang năm mới là luôn mạnh khỏe và luôn giữ vững niềm tin, bởi vì cuộc sống đôi khi có những khó khăn và chỉ cần chúng ta giữ vững niềm tin, chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn đó. Dạ, cảm ơn Tiến Thịnh. Chúc cho những lời chúc đó trở thành hiện thực. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại một năm với rất nhiều lắng động. Ngày hôm nay mình sẽ không nói về những cái thử thách éo ngoe nữa. Còn mình xin chúc cho tất cả các bạn một năm mới thật là dễ thương. Bởi vì thương nên cái gì cũng dễ. Ai mang trái tim đến thì mình hãy thương trước, bởi vì họ đã vượt qua rất nhiều những chướng ngại, rất nhiều thử thách để đến dâng tình cảm, dâng những cái suy tư cho chính những người mà họ yêu thương từ suốt bao nhiêu của năm qua. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại một năm đầy biến động với rất nhiều những dự định, những hoài bão cho năm mới của các chàng trai trong nhà Tỏ Tình Hoàng Mỹ nhé. Trong năm 2020 thì Huy cũng đã đạt được những cái thành công nhất định mà mình mong muốn. Như là nhờ có chương trình mình cũng đã được khán giả biết đến nhiều hơn. Và những cái sản phẩm của mình trên mạng xã hội thì cũng đã được mọi người công nhận và mọi người biết đến nhiều hơn. Thì mình chỉ hy vọng là sang năm 2020 thì mình có thể mình có thể truyền tải giọng hát của mình cũng như là hình ảnh của mình thật là nhiều hơn đến với các bạn khán giả và sẽ truyền được một năng lượng gì đó tích cực cho tất cả mọi người. Cá nhân mình cảm thấy điều đầu tiên mình cảm thấy rất là may mắn, thực sự rất là may mắn và vui. Vì trong vòng một năm mà mình đã thay đổi bản thân mình rất là nhiều. Từ công việc có rất nhiều thuận lợi, được rất nhiều mọi người yêu quý, yêu mến và ủng hộ. Và thêm nữa là bản thân mình thì trải qua rất là nhiều chuyện thì mình đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Biết lắng nghe hơn, biết suy nghĩ nhiều hơn. Và điều mà mình cảm thấy tự hào nhất đó chính là sau một năm hoạt động thì mình đã có thêm rất là nhiều các bạn khán giả ủng hộ và luôn bên cạnh và chia sẻ với mình. Và gần đây nhất thì mình cảm thấy rất là vui khi mà bố mẹ của mình có những tin nhắn mà cảm thấy là bố cảm thấy rất tự hào với con. Đối với mình thì đó luôn là những cái điều mình cảm thấy rất là thiêng liêng và hạnh phúc nhất khi mà mình cống hiến và làm một cái việc gì đó. Trong năm vừa qua thì Hoset đã trải qua khá là nhiều chuyện. Chuyện vui cũng có và chuyện buồn cũng có. Và thứ mà khiến mình cảm thấy tự hào nhất đấy là dù chuyện gì có xảy đến thì mình vẫn luôn giữ cho mình được một cái thái độ tích cực khi làm việc hay là khi trong cuộc sống hàng ngày chẳng hạn. Mình không bao giờ bị những cái sự tiêu cực hay là những cái năng lượng kiểu tối tăm tiêu cực ảnh hưởng quá nhiều cả. Cho nên là hy vọng là trong năm tới thì mình vẫn luôn giữ được cái sự tích cực này và hy vọng tất cả mọi người cũng như vậy. Hy vọng tất cả mọi người cũng sẽ luôn luôn sống một thái độ vui vẻ và có một cái nhìn gọi là tươi sáng về tất cả mọi thứ. Thật ra trong năm qua thì mình cảm thấy có khá là nhiều thử thách với mình và gần như là công việc của mình không tốt. Nhưng mà mình lại có những suy nghĩ khác, mình biết quý trọng gia đình hơn, ba mẹ hơn và có đôi lúc mình suy nghĩ tiêu cực, giống như mình so sánh tại sao người ta bằng tuổi mình thì người ta có thể làm được nhiều thứ và người ta có thể có được ví dụ như có xe, có nhà, nhưng mà mình nghĩ là ba mẹ mình chính là tài sản lớn nhất của mình và mình cảm thấy rất là vui khi mà năm qua mình suy nghĩ được những điều đó. Mình hy vọng rằng khi show này phát lên thì khán giả sẽ đón nhận và mình hy vọng rằng công việc sang năm mới của mình sẽ tốt hơn, những mục tiêu của mình đặt ra mình sẽ hoàn thành được và quan trọng là mình sẽ kiếm được một người bạn gái phù hợp với mình. Trời trời! Mình thì bản thân mình cũng học trong trường sân khấu ra thì bản thân mình cũng có một chút nền tảng về kiến thức về diễn xuất, nhưng mà trong năm qua thì mình cảm nhận mình có một sự thay đổi vượt bậc
là khi mình có cơ hội để mình làm việc chung với những cô chú anh chị lớn và có kinh nghiệm. Đối với Phạm Đình Thái Ngân, đây là một năm thành công. Thực sự là như vậy, đối với Phạm Đình Thái Ngân là một năm thành công, bởi vì Ngân không đi hát được nhưng mà có những cái job online rất là nhiều. Những cái sản phẩm mà năm nay Ngân ra mà 3 sản phẩm chính thì những cái hiệu ứng mà khán giả mang lại là tăng dần đều. Tăng dần đều và đó là một thành công rất là lớn đối với Ngân. Và có một cái nữa đó chính là việc khi mà Ngân tham gia nhiều chương trình hơn, những cái chương trình có cái độ phủ sóng rất là cao, giống như là Tỏ Tình Hoàng Mỹ nè. Và có một điều đặc biệt hơn nữa đó chính là từ đó đến giờ khi mà đi hát là Ngân đã nghĩ trong đầu là nếu như mà mình có FC thì FC của mình tên sẽ là Love, có nghĩa là tình yêu. Ngân thích màu xanh nữa thì Love, trái tim màu xanh. Thì 7 tháng 12 năm ngoái thì Ngân cũng đã có, gọi là Ngân dùng từ là khai sinh FC của mình. Và đó là một trong những cái cột mốc rất là đáng nhớ của Phạm Đình Thái Ngân. 2021 này thì Ngân quyết định là mình sẽ cố gắng 1000% luôn. Mình sẽ cố gắng gấp 10 lần những gì mà mình tưởng tượng để mà bật lên một Phạm Đình Thái Ngân thật sự sẽ là một ngôi sao ở trên bầu trời ở showbiz Việt Nam. Ngân sẽ cố gắng vì mục đích đó bằng mọi giá, Ngân sẽ làm được. Và những cái sản phẩm sắp tới thì sẽ là một cái gì đó rất là kinh khủng, rất hay kinh khủng chứ không phải là dở kinh khủng nha, để gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho Phạm Đình Thái Ngân. Thành tựu trong năm vừa rồi của mình thấy là mình đã vượt qua được cái quãng thời gian kinh khủng nhất của mình sau khi mình bị out cái dự án nhóm nhạc của mình. Là quãng thời gian đấy mình bị suy sụp, nhưng mà bây giờ mình đã vượt qua rồi và mình đã trở lại với mọi người, có thể ngồi ở đây để nói chuyện với mọi người như vậy. Đối với mình đó là một cái sự cố gắng rất là nhiều rồi, mình đấy coi đấy là một thành tựu. Mình vừa out nhóm nhạc cái mình cứ nghĩ là mình sẽ bị rơi chơi vơi hay là không biết làm gì tiếp theo, thì may mắn đã được tiếp tục anh chị mời đến ngồi chương trình, cũng là một niềm vui với mình. Sau đấy ngồi chương trình xong lại được mọi người quan tâm và yêu quý mình, đó, một cái gì đấy rất là hạnh phúc đối với mình. Mọi người còn lập fanpage rồi là cái gì anh Tú ăn kẹo dẻo không, rồi cái gì anh Tú Minty là của chúng em, được đọc cái đấy rất là hạnh phúc. Nên cảm ơn mọi người rất là nhiều. Về các dự định tương lai của mình thì mình sẽ ra mắt với tư cách là một ca sĩ solo, một nghệ sĩ solo. Cho nên là mình đang làm hoàn thành các sản phẩm âm nhạc của mình để ra mắt với mọi người trong năm nay. Mọi người đợi mình nha, mọi người chờ và mong là mọi người sẽ ủng hộ. Thì trong năm vừa rồi cũng khá là nhiều thứ mà Soho phải trải qua. Nói chung cái mình có được nhiều nhất đó là kinh nghiệm, đó là những kinh nghiệm sống và những người bạn mới và những bài học mới. Thì cái đó là cái điều mà Soho cảm thấy mà có thể giúp ích cho Soho sang năm mới này. Đầu năm mới này Soho có nhận một cái vai trong phim điện ảnh thì tạm thời chưa tiết lộ, nhưng mà hy vọng là khi mà Soho làm ảnh thì mọi người nhớ ra mua ủng hộ tấm vé nha. Như mọi người đã biết thì năm nay khá là nhiều biến động và khá là nhiều khó khăn, nhưng mà mình cùng với đó là có những cái cơ hội mới đến với mình. Ví dụ như là mình được tham gia chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ, được gặp những người anh em mới và được gặp tất cả mọi người, có thể chia sẻ về bản thân, có thể tới gần với tất cả mọi người hơn. Mình cũng cảm thấy rất là may mắn khi mà gặp được Fanny này, Luan này, và bọn mình đã có thể làm được một MV. Bọn mình cảm thấy rất là tâm đắc và bọn mình đã dành hết tâm tư, tình cảm và dành hết cái công sức của bọn mình cho MV đó, và cũng rất là vui khi mà mọi người đón nhận. Nên là đó, mình cảm thấy như là những cái thành tựu mà Thịnh cảm thấy là tâm đắc nhất trong năm nay mà mình đã đạt được. Thịnh mong rằng năm nay mình sẽ có thật là nhiều cơ hội hơn, trưởng thành hơn và có những món quà mới để dành tặng mọi người, và cũng mong là sang năm sẽ thoát ế. Đúng rồi, tự vỗ tay lớn lên cho chính mình đi nào. Một năm rất biến động, nhưng mà chúng ta về đích được thành công. Thành công ở đây không phải là cái gì đó quá rực rỡ, mà là chúng ta đều bình an. Chúng ta đều có những cơ hội để tiếp tục cố gắng trong năm mới. Nên chúc mừng tất cả các bạn, chính chàng trai đầy cá tính và phong cách của chương trình. Và mọi người có để ý không? Nhắc đến năm 2021 á, bởi vì nó có một cái dấu chấm hỏi quá lớn. Không biết chúng ta sẽ là ai, sẽ thành công như thế nào, sẽ có những chướng ngại gì và sẽ vượt qua nó ra sao. Chính vì vậy nên nó mới hồi hộp và hạnh phúc, giống như cách mà chúng ta đã mừng năm mới, nhìn pháo hoa của năm 2020 và không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cho đến khi nó kết thúc một năm, chúng ta mới nói một năm tuyệt vời đã qua. Hãy cùng giải mã qua một video clip ngắn ngắn ngay sau đây nhé.
dạ xí. Sao Ngân? Có một cái sự chấn động ở đây. Trong lúc em lên em phục vụ văn nghệ phường xã cho các bạn. Thì sao? Thì ai đó đã lụm đi bé Iron Man của em. Ai? Chúng tôi đề cao giọng trung thực. Bạn nào đã chơm cái con Iron Man của Thái Ngân? Ai? Tại sao em dùng hết tâm sức của mình để em hát, em phục vụ mà nở lòng nào trong cái lúc đó lụm đi bé Iron Man vậy? Ai vậy ta? Em nói thiệt luôn, em xin lỗi và em sẽ không nói là cô đi đâu. Em nghi vậy. Ôi bạn bè. Em ngồi im đó. Vậy đừng nói gì cả. Em ngồi im. Bỏ cái Trang ơi, cô đi ơi, em làm cái gì vậy? Đi. Nằm ở trên bàn. Em còn gì để nói không cô đi? Em có làm cái gì đâu. Hồi nãy gì nè, không phải là khúc này đâu. Khúc kia thấy cô đi cầm cái con Iron Man đâu đi nè. Mà đi lướt của em. Ôi mới, em nói là em hỏi là, ủa mới show của ai vậy? Không nói luôn. Yeah. Đặt lên chỗ Joker. Hình như là cái lúc em nhìn trên chiếc máy boom, em nhìn xa xăm ở trên trời thì cô đi đã có một hành động. Em có làm cái gì đâu. Cô đi. Dạ. Lắng nghe chị. Đây là góc tù. Đây dạ. Là góc nhọn. Dạ. Còn số tài khoản của Thái Ngân là góc tự giác, em chuyển khoản đền cho bạn đi. Sao em nghĩ được mấy cái concept trang phục mà chị bó tay luôn á? Là em hôm nay em làm chức năng gì đó? Dạ hàng bơm xăng ạ. Màu vàng thì mọi người hay tưởng tượng tới gì? Bữa nay mình sửa di động. Thở hàng đi, thở hàng, cố gắng gì đó. Cho nó không, thực ra là hôm nay bọn em là những chàng siêu nhân. Siêu nhân à. Đây, ba màu đây, bốn màu siêu nhân hồng đây ạ. Hồng vàng, cam đỏ. Xuyên đỏ đó. Chắc là những người còn lại không tồn tại đâu. Những người còn lại là dân yêu quái. À, yêu quái, đúng rồi, yêu quái. Cái này mới khó đoán này. Cái này mới khó này, thật sự không ai tóc dựng thế luôn đấy. Nhậm tự vẽ nhậm chắc luôn rồi. Em xin phép được công bố là em tự vẽ bản thân em. Trời đất ơi. Cái này gọi là yêu bản thân à? Tại vì cho thời gian ngắn quá nên em không biết vẽ, mà sợ vẽ không giống mọi người trách em. Đúng rồi, nên em yêu Son Goku. Không, em tự vẽ em. Bản thân em như thế thật. Em xứng đáng được một đòn Kame Yoko của cả hội. Yeah. Come. Các anh thế nào ạ? Dễ thương quá. Anh là anh thấy anh em. Thấy anh định quăng miếng nào về tiệm hoa nữa à? Như nào bạn nói đi để tôi nói nè. Mất cả lưỡi rồi. Bạn ok chưa? Vừa rồi là đẹp không nói nên lời á. Cái nét, trời ơi cái nét. Còn riêng anh nhá, anh thấy em giống con muỗi. Tại sao ạ? Sao vậy? Đó, tại sao vậy? Bởi vì em làm anh mất máu quá. Vũ Thịnh ơi, em có cần chị đem bông băng vô để em chạy máu cam? Còn có cái chứ nó nguy hiểm lắm đó em. Nguy hiểm lắm chị ạ. Bởi vì có thợ sửa rồi, mới hỏi con. Em vào, em sửa giúp cái mũi của Thịnh đi. Vặn hộ em cái van mũi của em chảy máu cam quá nhiều này. Các anh em quăng hơi dữ ha. Chú quăng nè. Anh tên là Phạm Đình Thái Ngân. Nhưng mà kể từ đây tới hết chương trình thì em có thể gọi anh là chim sẻ. Anh chim sẽ sẻ. Ăn sâu trong tâm trí em. Bồ lão già tay thấy chưa? Wow. Bồ lão là phải dùng mấy cái sâu với cả sẻ sẻ đấy. Lúc nãy em thấy anh Hải Nam định nói cái gì ạ? Thì anh có... Đau không anh? Đau không chưa? Đau quá.
qua sửa giùm trái tim kìa. Đem trái tim qua, qua sửa giùm trái tim lại nhóc, nhanh lên. Sửa trái tim này nè. Thôi sửa. Sửa trái tim. Khoan đi chút nha Hải Nam, để sửa trái tim của Ngân cái đã. Tí các nó đưa đâu mọi người. Không, anh sẽ giữ trái tim này của em cho thôi. Thôi mọi người. Wow. Wow. Về đi. Tay cô ấy rất là mềm. Và bàn tay này á, không biết là nấu ăn có giỏi không đây. Tại vì thấy có từ khóa là nấu ăn nè, đúng không? Dạ. Yeah. Em nấu ăn giỏi không? Trước đây thì em rất là tự tin về khả năng nấu ăn của mình. Nhưng mà có một cái câu chuyện vui như này, tức là có một đợt thì em qua nhà gọi là crush đi. Tại vì em có qua nhà xong rồi, tại vì bác đó bận cho nên là đang lúc nấu ăn xong rồi còn chiên đậu á. Thì em ạ, chiên đậu thôi mà thì em có thể làm được, nên là bác để con chiên cho. Thì em mới dạ chiên thì phải có dầu, thì em mới tìm một cái chai dầu. Thì em mới đổ ra và em chiên. Mẹ em chiên hoài nó không chín chị. What? Chị có thể đoán tại sao không? Hết ga, bếp hết ga. Dầu gì nhờ? Nó vấn đề chai dầu đúng không? Em cho em cho dầu thắp đèn vào. Dầu hôi hả? Dầu mà thắp đèn đúng không? Là dầu lửa đúng không? Dầu lửa, dầu lửa. Dầu lửa là dầu hôi ở Việt Nam mình đó. Ờ đúng rồi, dầu lửa. Em không biết cái dầu đó là dầu gì nhưng mà bé nó bảo là dầu dầu đèn ấy ạ. Dầu độc gia đình crush hay gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Dầu lửa. Không, em không hiểu được. Em biết cái đó tại vì hồi xưa em sống ở dưới quê thì cái dầu đó nó màu y chang như cái dầu, y chang như cái màu dầu mà mình hay chiên luôn. Dạ đúng rồi, nó mà màu thực vàng là luôn. Người lớn họ sẽ bỏ, người lớn á họ sẽ có thói quen là họ chiết ra một cái chai nào đó mà để cạnh những cái đó thì làm cho mình bị hiểu lầm. Dạ. Không phải lỗi của em. Dạ, dạ tại vì không phải là nhà mình nữa. Dạ. Chị cho nên là tình ngay lý gian. Không sao em ạ. Mẹ anh còn hay chiết mấy cái dầu đấy vào trong mấy cái lọ thuốc cho nhỏ mắt em ạ, hay cho mấy lọ thuốc nhỏ mắt mà cầm lên phải cầm lên vào định nhỏ mới nhìn cái chữ là ghi là dầu, dầu tờ ghiền. Mẹ em bóc bỏ trong ghi cái chữ dầu của nó để mà biết là không phải á. Mẹ em hay chết rồi. Mọi người còn hơn mẹ chị rồi, mẹ chị bỏ dầu hôi vào tủ lạnh. Trời ơi, trời ơi. Trong mấy chai nước suối. Chị có khi nào uống không? Bố chị có một lần mới ngậm vào là phun ra liền luôn á. Dạ, kỷ niệm rất là đặc biệt nên thôi là các mẹ, các bà thì xem chương trình thì bớt giết mấy chai dầu hôi ở chỗ nhạy cảm. Giết lắm, giết lắm. Đó một cái điểm khá thú vị. Thực ra thì khi mà chị vừa mới bước ra là em cảm giác như em nổ tung luôn á. Tại vì thực sự là có một điều gì ấy làm cho em cảm thấy rất là hứng thú. Em giống như là một đứa trẻ. Và em cảm thấy rất là hâm mộ chị. Thực sự là chị đem đến một cái điều gì đấy, nó giống như là một cái sự khác biệt so với tất cả mọi người ở đây. Và em là một người, em rất là yêu thích những cái đẹp mà nó khác biệt. Thì em rất muốn hỏi thêm về cái hoa thiên điểu ấy, là liệu là nó có phải là một cái bông hoa ở chính quê hương của chị hay là nó có thuộc về cái nguồn gốc gì của mình không? Thì thực sự là em rất muốn biết thêm. Trước khi trả lời cho em Vũ nghe chị nha. Hoa thiên điểu là loài hoa mà Sang yêu thích. Nó tượng trưng cho sự chế ngự, sự cứng cáp, mạnh mẽ. Bên cạnh đó còn thể hiện một tính cách của một ý chí ngoan cường. Còn gam màu của nó thể hiện một sự sang trọng, quyến rũ, độc đáo và có phần hơi hoang dã. Nó còn tượng trưng cho một cái sức sống mãnh liệt. Và đó chính là sức mạnh của tâm hồn để có thể chiến thắng những nghịch cảnh éo le cho cuộc sống. Nói chung là mấy cái này Sang đọc trên sách thôi. Và trước đây Sang đọc á, thì Sang rất là thích cái hoa này. Và Sang nghĩ rằng mình sẽ phù hợp với hình tượng này. Và Sang sẽ là như một bông hoa thiên điểu. Và bên cạnh đó thì trong tình cảm á, nó còn tượng trưng cho một tình yêu có hậu và lời hứa hẹn cùng nhau đi đến trọn cuộc đời, là tình yêu bất diệt, là lòng thủy chung trường tồn mãi mãi, giống như cái lý tưởng trong cái mối tình cảm của Sang mà Sang quan niệm vậy đó. Wow. Tôi xin mượn lại bông hoa tuyệt đẹp này đi. Mọi người để ý thấy nha. Quả thật là càng nhìn càng thấy giống Kim Sang ở một điều là bông hoa này có thể trưng được rất là lâu, mặc dù là không có rẻ và cũng không có cần nhiều nước nữa, cứ để vào một cái lọ. Nhiều khi Trinh thấy là ở nhà Trinh trưng cả 2 tuần nó vẫn chưa có tàn, bởi vì bên trong của nó mọng nước chắc chắn.
và nó đã có một cái nội lực rất là mạnh mẽ, có thể đứng độc lập và vẫn sang, vẫn đẹp. Và để ý kỹ thì cái cây này tuy là nó cứng cáp nhưng nó cũng có những cái vết xước, nó cũng có những cái lá mỏng manh. Vậy thì cái sự cứng cáp của cô gái này không phải đến từ một cái cá thể độc lập lắm đâu. Cổ có phải có nhiều cái lớp vỏ bọc ở bên ngoài, mà nếu như và đúng thật như Ngân nói là trong cổ thì rất là mạnh mẽ, bởi vì đó là những gì cổ muốn cho mọi người thấy. Nên hình ảnh này là một ảnh rất là truyền cảm hứng trong ngày hôm nay. Và chắc chắn là các chàng trai của chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều về cô gái này đấy. Thú vị. Chắc chắn là Minty đang nhìn vào chữ chuyện giường chiếu. Hey. Cái này gọi là bụng ta ra bụng người nha. Bụng ta ra bụng người. Tuy cận nhưng mà vẫn nhìn thấy mờ mờ. Ê, nhưng mà em phải công nhận là em từ nãy giờ em chỉ dán mắt vào cái chữ chuyện giường chiếu thôi ấy. Tôi cũng muốn hỏi câu đó. Có một điều chắc chắn là khi đến đây chúng tôi đã theo dõi profile rất rõ của các chàng trai. Và chúng tôi đều biết các chàng trai đều giỏi chuyện giường chiếu. Bởi vì các bạn đều ngủ nướng rất là giỏi. Nên cái chuyện giường với cái chiếu là các bạn ngủ từ sáng tới tối đúng không? Dạ. Nên rất là giỏi cái chuyện ngủ trên giường chiếu đó. Sao Ngân lại là em? Em muốn hỏi em chuyện giường chiếu vậy, em có cần chiếu không? Không, em cần anh. Nè, Ngân em lên đây ngồi luôn đi. Thôi mọi người, đi về đi. Đi về hết đi. Tao hợp luôn. Hồi này giải tan. Em thề cuộc chơi bây giờ là của anh Ngân. Em đúng, nói xong rồi mọi người. Nhưng mà càng đông càng vui. Em tự em cần tất cả các anh. Cái gì? Em ơi, đây là chương trình tỏ tình hoàn mỹ chứ không phải là tỏ tình tham lam nha em. Chiếu anh chưa trải lần nào cho anh hỏi chuyện giường chiếu là gì hả em? Em biết ngay mà, cái mặt anh là em nhìn là biết rồi. Đây là một tấm chiếu chưa từng trải. Mà anh nghĩ như thế nào em? Em thật sự là chiếu anh chưa trải lần nào. Tấm chiếu mới hả? Đây là rất là mới. Thực sự thì cái chuyện giường chiếu này giỏi, đây là thật sự là giỏi chuyện giường chiếu. Là cái người đó giỏi hay là ý em nói em giỏi? em ơi chị mắc cỡ quá, đây là mình 20 rưỡi. Em xin phép được làm cái dáng của Thảo. Cái này. Em được hiểu tâm ý ngay từ đầu luôn á. Em cảm nhận được mà. Tôi tâm quyết cái dáng đó lắm nha. Sao? Mọi người bình tĩnh, chị đang muốn nghe trường hợp này. Em hoang mang ghê á. Tự nhiên chuyện này rất là trong sáng không? Mọi người làm vậy em không hiểu. Không, tụi anh vẫn làm trong sáng. Anh vẫn trong sáng, đây là cái dáng gấp mền. Thật sự thì gọi là giỏi chị nhân chiếu. Bởi vì là em ngủ rất là nhiều thôi nha mọi người. Đấy như từ đầu đây. Mấy cái ông này không những ngủ nhiều mà bạn ấy có gấp mền được không? Là làm cho chăn gối phẳng phiu, thậm chí là thẳng cái giường trước khi đi ngủ. Đó cho ấm. Đấy, thí dụ là giỏi chuyện giường chiếu là như vậy. Đúng không? Dạ là không. Chuẩn bị cái giường mình cho nó đẹp. Dạ không, em hay ngủ và em ngủ rất là nhiều. Công việc của em là đi học. Và là nếu mà có thời gian rảnh thì em sẽ đi quay và đi làm. Và lúc mà không có lịch quay hay là đi học á, thì em dành riêng cả ngày đó cho việc ngủ. Em ngủ từ sáng tới tối. Dạ không sao, mình thích phục hồi năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi, không sao hết. Ôi nếu mà thế là em cũng giỏi lắm đấy. Nhưng mà em ngủ một mình dậy thì em hơi buồn á. Nên là thôi bỏ liền nha, ngừng ở đó là đẹp. Bạn nhậu kìa. Sao Thịnh? Tại vì em thấy những cô gái nào mà có chữ nhậu là hay nhìn sang bên phía quận 1 lắm. Cái này là gió hướng ngồi ấy ạ. Mọi người đổi cho em cái tên này Hải Nam thành chữ nhậu ở đây. Cứ nhậu lại quay anh lên nhìn Hải nhậu. Từ nhậu ở đây thật ra là em không giỏi uống. Nhưng mà em thích nhậu với cả người yêu của mình. Bởi vì cái lúc mà nhậu ấy là người yêu mình nói chuyện em thấy rất kiểu đáng yêu ấy. Xong vô tư, em thích cảm giác đấy. Thì ra em muốn mượn rượu tỏ tình đúng không? Em ạ, thực ra thì anh cũng không giỏi nhậu. Nhưng mà sau khi anh nhậu xong thì anh giỏi ngã vào lòng em được không? Bây giờ thí dụ mình nói chuyện nhau trong trạng thái ngà ngà say. Cụ thể là khoảng 4 ly, 2, 3 bắt đầu. Em muốn anh Hải Nam thể hiện trước ạ. Hải Nam. Em chưa say. Trời ơi, ngàn ly không say luôn. Em ngà hết rồi, em chưa đủ đô. Đâu trạng thái ngà ngà của Ngân là đi ngủ luôn á hả? Dạ anh. Đau bụng hả? Em nói thật, em hay bị đau dạ dày nên là nhậu vô là cứ bị đau dạ dày
Đó, thấy chưa? Phải nhiều khi phải ngà ngà vô mới biết cái tính, rồi em muốn biết tính ai nữa nè. Em muốn anh Thái Ngân ạ. Thôi tới. Say thế, say là ngất luôn. Nè, say là gì? Thăng xỉn vô là vậy đó. Giờ ô tiếp tới em kìa. 2, 3, vô dây. Muốn ly em chưa xỉn sao ta? Em tưởng tượng em uống thêm cái ly mà em xỉn đi. Hình như em chưa bao giờ xỉn. Wow. Ê, anh thấy rồi nha, anh thấy rồi nha. Khi nào nha ta. Sao cô đi diễn lại lúc mà Otis xỉn đi. Otis say vào sẽ rất là trẻ con và hay cãi. Thí dụ. Anh thấy không? Em nói em như vậy. Cái em biết ở nhưng mà Otis em phải bình tĩnh em nghe nè. Nó không phải nhưng mà anh phải hiểu cái gì em mới là nhanh. Hết đêm. Ôi ha. All night. Ủa? Otis em xỉn vô lại mất cái lưỡi luôn hả? Em à, cái lưỡi em đâu ta? Đây, gắn cái lưỡi. Cho cái lưỡi mới đi. Thật ra em xỉn vô thì em hơi trẻ con, chắc hơi trẻ con. À trẻ con. Nhưng mà rất là đáng yêu ạ, rất là đáng yêu. Em muốn anh Thịnh và anh Lục Huy thể hiện một lúc được không ạ? Đôi à. Hai người nhậu với nhau nè, vô. Thôi tới. Ông ơi, hôm nay, ông ơi, vui quá nha. Hòa dô ta, kéo cái ly này lên. 2, 3, vô, 2, 3, vô, 2, 3, uống. Tôi có bài này hát tặng ông này. Bài gì vậy? Tôi có bài này hát tặng ông này. Bài gì vậy? Tiếng Sau phố nữa. Mình lại trở về với nhau. Yeah. Tựa như là chưa bắt đầu ấy. Tựa như là mình chưa uống bia. Ôi, hai ông này uống bia vào là tội ác. Mời Soho. Soho mắc nói lắm rồi kìa. Mời anh thợ. Soho đâu phải quảng cáo là mọi người thích bỏ qua quá vậy. Thank you quá. Sao nè. Thật ra em á thì một người đi nhậu, thật ra khi mà em xỉn á, xỉn rồi xỉn quá hơn câu luôn là em không biết gì hết. Nhưng mà khi mà xỉn là ngà rồi, lúc đó là cái trạng thái em sẽ rất là một hướng nhìn thôi. Và đặc biệt khi mà em xỉn đó là em không thích đi xe ngoài đường. Đặc biệt là đường vào tim em mỗi ba ra. Trời mưa đông mây vẫn hay đi nè. Thôi kết thúc chương trình văn nghệ ở đây đi. Quên mất mình đang nói chuyện với Huyền mà. Cô ấy rất là hiền lành và kiệm lời, nhưng mà lấy hết sức tự tin bình tĩnh để đăng ký vào chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ chỉ để gặp một người và mong rằng người ấy hiểu là mình đã theo dõi người ấy từ một thời gian rất là lâu bằng cả tấm chân tình, nói chung chung thôi chứ không biết nói ai. Dạ. Sao nhìn qua bên này dữ vậy? Sao nhìn sang bên đấy ta? Tại vì chị thấy em đang nhai cái gì đó, chị mới nhìn em đó. Em nhai cái gì em nhả ra xem. Hay là chưa mở quà đã ăn rồi? Em ăn vụn đúng không? Đang đi học nha, đang sao học anh lớn rồi mà anh nhưng nít gì anh? Anh Ngân ơi, sao một tuần nay anh bị đói à? Hay là như nào vậy? Sao đang mọi người đang quay mà anh cứ nhóp nhép vậy? Anh không tôn trọng chương trình à? Thái Ngân, trên hai lần chị gặp em luôn đang nhai một cái gì đó. Anh giúp đỡ mọi người đi chứ. Cái này gọi là ăn vụng trong lớp vậy. Ăn vụng này đúng rồi, học sinh này mới cá biệt. Tại sao anh lớn rồi mà anh không nên nớt gì anh? Người ta đang chịu khó ăn uống để cho nó tăng lên. Đánh sâu vào cái chiều cao nữa. Anh trưởng mà chẳng làm gương các em gì cả. Thôi đi, ai mà đi học mà chưa một lần ăn vụng. Ở đây ai chưa ăn vụng trong lớp học giơ tay. Không ai luôn. Em ăn nhiều. Ăn nhiều. Nhưng mà có một cái đặc biệt á, là cũng cái món đó nhưng mà mình ăn vụng, nó ngon gấp 10 lần. Hồi xưa anh có biết cái món mì tôm không? Ngon à. Cái món mì tôm mà bóp bóp bỏ vô bánh tráng đúng không? Đây. Món ruột. Ôi nhưng mà từ nhá, sao hai người cùng ăn mì tôm mà bóp ra mà một người thì bắp luộc cao mà còn không, cái mì này nó hết hạn. Không, mì em bé, anh ăn mì em bé. Nhưng mà dạ cả lớp mình bàn chương trình ẩm thực giờ chơi đã xong chưa? Ngân, em ăn hoài vậy Ngân? Ủa? Vẫn ăn luôn. Ngân ơi, em nghĩ là cô giáo nên kỷ luật bạn này ạ. Bạn này lớn tuổi nhất nhưng mà lại không gương mẫu ạ. Ngân, em có nghĩ là một trường hợp đó trong đời em á, tại sao đến tuổi này em vẫn chưa có bạn gái? Có khi nào người đó chuẩn bị tỏ tình với em thì em lo em ngồi ăn em không nghe người ta nói, người ta giận người ta đi luôn không? Đó, đúng rồi đấy. Đây là một, có thể là một trường hợp đến đây vì em thì sao? Không, em hiểu cho anh Ngân chị ạ. Nhưng mà chị nghĩ không có trường hợp đó đâu. Em thất vọng vì anh quá anh Ngân à. Quá thất vọng rồi. Nói chung là bây giờ anh Ngân đang bổ sung chất dinh dưỡng á,
Đúng rồi, ăn cho màu lớn. Thôi, nói chung là mình cũng hiểu. Như ý ơi, hình như là ở trong mấy trò game hồi xưa mình chơi á, có mấy nhân vật chơi ăn cháo biết không? Dạ không. Chơi ăn cháo nghĩa là chơi không có cho tham gia. Thì là em coi như anh Ngân cũng đem nay bị phạt ngồi đó một góc thôi, em đừng có nghĩ gì đến ảnh hết. Còn em gọi là bình vôi đấy. Không, anh Ngân không được ngồi đó đâu, biết sao không? Anh Ngân lên đây ngồi với em. Ngân ơi Ngân, Ngân lên đây ngồi đi, chị ngồi dưới đó. Dạ dạ em không dám mà. Vậy chị ngồi nha. Rồi dạ, dạ. Giờ em tập trung tham gia được chương trình chưa nè? Dạ. Ăn mình để sau, nhưng tình yêu là chuyện cả đời đúng không em? Dạ đúng, dạ, đúng rồi. Ôi chỗ tay mà sĩ. Ủa Hải Nam chất quốc vậy? Cái câu hỏi gì mà nó khó dữ vậy? Em thiệt luôn không biết sao hồi nhỏ ai cho cô giáo nào cho Hải Nam 10 điểm. Đây là một tội ác chứ không phải là một nghệ thuật. Ủa? Bây giờ mình truy trước đi, Hải Nam đâu rồi? Hải Nam. Thực ra là điểm mà em vẽ ngày xưa em 10 điểm bởi vì là em phải vẽ 1 năm cái bức hình này em được 10 điểm. Cái cộng dồn vào 1 năm xong cộng mỗi lần cộng không phải mấy ra được 10 điểm đó. Bây giờ khoan, em khoan nói ai đi chứ chị thấy là cái hình hài này quen lắm. Đó, chị nhìn chị đoán đi. Chị đoán ai? Thôi mọi người đoán xem. Không, nhưng mà em thấy thì em nghĩ thằng Lục Huy ạ. Tại vì là tóc cũng dài mà còn hay có tên là Lục Quang Heo. Cái gì, cái gì? Tên em chữ H thì người ta cứ gọi em là Huy Heo vậy thôi. Chứ thôi nhưng em ăn nhiều thật. Bạn ấy đi ăn với em mà thậm chí là ăn đến cái mức mà đồ thừa phải mang về. Bạn bảo mang về nhà ăn tiếp. Trời ơi, đây là tiết kiệm. Người ta tiết kiệm, người ta chắc chiêu. Thôi bây giờ để cho Hải Nam nè xác nhận nè. Đây em vẽ ai vậy Hải Nam? Cô đi. Thôi em nhìn em biết đoán được rồi. Từ mình là cô đi ngày hồi trước hay để hai mái này rơi xuống cái này. Đây là cô đi nhá. Nhưng mà có vẻ như là em vẽ trùng ý tưởng với một người Otis đâu rồi. Em đây, thấy không? Có khi nào em vẽ cô đi luôn không? Đấy, em cô đi của em đấy. Em đúng là chàng thơ của tất cả mọi người rồi cô đi ơi. Em thấy giống Otis vẽ mình hơn á. Em thấy Otis tự vẽ mình đấy. Mắt của em đâu to thế kia đâu. Tóc dài, mắt to, mũi cao, môi nhọn chím xím. Em tả cô đi như tả búp bê ha. Không, nhưng mà chị nhìn đây. Này, nhìn này. Đầu tiên nhá. Tóc dài đúng không? Rất là dài. Đầu tiên tóc mắt to. Nhìn này đúng. Mày quay khúc này nha, mắt rất là to. Rồi, mũi to, mũi cao. Đấy, rất là nhưng cao. Nhưng mà sao cái đường tiếng của mình không có giống với đường hình. Cái đường hình y như Annabelle vậy đó. Em đang bị để ý phân tâm cái ảnh mà anh Nam với anh cô đi quá. Mặt thì cũng nan á, cũng cầm mi lai. Nhưng mà cảm giác má như kiểu vừa đi tiêm má baby về á. Xinh á. À, lấy cái đấy là cô heo. No. Đâu, em thấy cũng đẹp mà. Mà em thấy Soho vẽ như là vẽ Soho vậy đó. Em tự họa hả? Đáp án là gì? Trong cái clip vừa rồi ai đeo bông tai thì là người đó. Miễn thi. Tại vì á, đặc điểm nói lần đầu tiên luôn là tóc thưa là em. À. Không, hiện tại tóc vẫn thưa luôn nha. Thôi, mình hói thì mình cứ nói hói. Của Lục Huy vẽ ai đấy? Là mọi người nhìn thấy ai ở đây nham hiểm nhất với những cái cử chỉ nhìn nó thật là gian xảo là mọi người biết ạ. Tự nhiên mọi người đổ dồn ở đây lại. Em đoán này là Nhậm. Bao nhiêu người nghĩ đây là Nhậm vậy? Mặc dù em cũng mới gặp Nhậm thôi nhưng mà em cũng đoán đây là Nhậm. Ủa? Nhưng mà từ đầu cũng nghĩ là Nhậm. Em nghĩ rõ ràng với cái chiều cao đó là chỉ có Thịnh thôi. Này Soho dài hơn em nha. Nhưng mà nó không nham hiểm như em. Ủa đâu, em có làm gì anh đâu. Soho nó rất là hiền hòa, nó dễ thương thấy không? Thợ sửa xe mà. Ủa em làm gì? Cái này là gọi là gây thù chuốc oán. Chiều cao tỷ lệ thuận với lại cái nết. Còn chiều cao của em tỷ lệ nghịch với cái nết của em đó Thịnh à. Chiều cao của em tỷ lệ nghịch với cái nết của em đó Thịnh à. Khi mà tới với chương trình thì Sang có quà tặng dành cho tất cả mọi người ở đây. Trời thích quá nè. Lớp mình rất thích quà tặng. Cô em muốn ngồi cạnh bạn này. Đây em xin em vào. Em xách cái ghế lên đây. Đây, những bó hoa đã được mang lên sân khấu này. Wow. Sẽ có bó hoa thiên điểu dành tặng cho tất cả các bạn. Hoa thiên điểu. Hoa thiên điểu. Hoa thiên điểu. Đây là các bạn một. Mình cảm
từ cái hoa này. Ừ, ok. Oh, đẹp quá à. Ok. Có 10 bông. Như nào? Đẹp quá, đặc biệt như giống con gà quá. Cảm ơn Kim Sang rất nhiều. Cô trông nó khủng long quá. Cảm ơn em nhá. Ôi, tại sao lại là hoa thiên điểu? Chị ơi, trông em giống con khủng long không này? Đây là giây phút quan trọng, hệ trọng đó Trần Nhật. Trân trọng những gì người khác cho anh nhé. Nghe chưa? Lần đầu tiên có người chặt được Trần Nhật. Chặt được Trần Nhật. Võ quýt giày là có Kim Sang trị. Em trân trọng mà. Thật ra chị thì em cũng không dám đâu. Thảo ơi, hôm nay tự nhiên xuất hiện đầu tiên mặc cái áo màu đen, biết có điềm báo gì không? Em lần đầu tiên em lên chương trình này em đã run rồi, bây giờ em vẫn còn run mà mặc cái áo màu đen nữa, tự nhiên. Không, thực ra là có cũng may là nó có cái hình vô hạn ở kia, chứng tỏ là bạn có thể ngồi đây vô hạn đấy ạ. điềm báo ngay từ tập 1. Lục Huy chả ai muốn ở đây ngồi đây vô hạn cả, người ta muốn đi về với tình yêu của người ta cơ. Vâng, thế thì chắc là phải thay cái áo mới. Thôi anh em mình nhẹ nhàng với em thôi, người ta em mới mà. Tự nhiên em mới dùng mà em bị chặt chém quá, bây giờ chém đâu em anh, đi về quá. Anh bảo vệ em. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về. Anh anh bảo vệ được bạn ấy á? Chứ sao em? Bạn ấy hơn anh hai cái đầu luôn á. Này, Vũ Thịnh, không có nói về chiều cao của Phạm Đình Thái Ngân nữa. À, dạ, chết rồi, lỗi em. Dù sao anh ấy cũng có cái tuổi trong cái số này đúng không? Đúng rồi, mình phải tôn trọng cái điều đấy chứ. Đúng rồi, tôn trọng anh em, tôn trọng. Em nói tiếp đi. Thuộc tiếp người đơn giản sẽ hợp với các chàng trai đây, vì trong họ lúc nào cũng như đang giỡn hết á. Ví dụ như là nhân vật mới đang ngồi kế Vũ Thịnh, Tiến Thịnh. Dạ, chào chị ạ. Dạ. Chào các bạn. Con người thiệt của Tiến Thịnh như thế nào? Em khá là trầm tính và nói chung là em thích lắng nghe hơn. Xã hội mà kiểu anh Thịnh nhớ ở trên mạng xã hội đúng mặn luôn, nhưng mà gặp ở ngoài thì thấy hơi hiền, hơi trầm. Đúng rồi. Mặn sao? Tức là ảnh hay đăng mấy cái status thì sao? Đăng status mà đọc xong là cười nghiêng ngả luôn. Ví dụ một cái mà mọi người ở đây có cười không? Không nhớ nhưng mà nhiều lắm. Giờ phải lên ngay Facebook của anh ý để xem. Yên tâm, biên tập sẽ trích liền. Thịnh ơi. Dạ, em đây. Không, Thịnh kia. À, Thịnh này ạ. Okay. Em có thể hơn mọi người bất cứ cái gì, nhưng mà chắc chắn một điều em không thể hơn một người, đó chính là chiếc chán của Vũ Thịnh. Ngân ơi, em biết tại sao mọi người hay cà khịa em rồi. Đó. Anh Ngân không hề hiền. Em là một vựa luôn đó nha. Mà vấn đề gì với cái trán của Vũ Thịnh nào? 12 cm đi. Em không hiểu sao mà đây là đến số bao nhiêu rồi mà thử thách em vén chán lần thứ 3, thứ 4 rồi. Nhìn mãi, ngắm mãi không thấy chán à mọi người. Thì đã được ngắm đâu mà còn chả chán. Ừ, đã được ngắm đâu. Thôi đừng mọi người xem nhiều rồi. Bình thường người ta khoe múi là thường rồi, bây giờ mình khoe chán nó mới đặc biệt. Mọi người biết em đến đây từ 3 giờ sáng là để bạn làm tóc, bạn nên che để cái chán này đi. Mà bây giờ bắt mình vén lên là mất công cho bạn. Thôi mọi người tha cho mình lần này. Vũ Thịnh, em đừng có tự ti. Những người trán cao là những cái người phải gọi là thông minh. Đúng, em rất thông minh ạ. Giống như nào đùi to có nghĩa là đứng vững được. Dạ. Đúng không? Ồ, vậy hả? Em tưởng là hói chứ. Lát nữa mà em bị cà kỳ vậy không có binh đâu nha Ngân nha. Anh Ngân. Tức ghê.
trong cánh chim chạy sao chẳng thấy đâu. Của người ta là màu đen huyền bí, còn mà vũ trụ của em thì bé tí thu nhỏ lại bằng anh. Wow. Xin chào mọi người. Hai bản mà ốc cặp. Cô ơi, không những cặp mà còn chung trường chung lớp nữa. Cô chung nhìn cái logo luôn kìa. Chỉ khác màu áo thôi, nam là màu xám, nữ là màu trắng. Ôi trời ơi, lại còn che nữa, lộ ra nào. Che gì? Bỏ ra ôi. Đi kìa, y chang luôn. Cho anh hỏi từ nốt nhạc buồn là sao? Cái từ khóa này có liên quan đến Oset. Đúng rồi, em biết lời. Cuộc đời em đó là bản nhạc buồn, buồn. Chỉ để anh remake với em thôi. Từ ngày gặp em, anh lại thấy mày còn rất là còn rất là phép. Trời ơi, chuyện đi đâu nữa anh em. Để ý cái đôi mắt buồn. Ngờ ngờ suốt ngày nắng vẫn cũng để mình về mà ôm mơ.